5 triệu 21 là có 89. Mời các bạn đến với phần thi đấu của hai vận động viên cao tuổi là bác Thực và bác Đồng. Đây là hạng siêu nặng anh em nhé. Thằng này mà đánh một cái thì đánh là 3 cũng được. Cứ 9 nước thì giả cho cái thằng 7 nước. Cái công đoàn gọn lại thôi mà. Con 81 điểm thôi. Thằng nhà mấy? Cứ công chồng thì 9 tên, 10 tên đi. Đúng rồi, nhiều điểm. Nó còn dư lại. Ừ, em bắn đi. Đấy, nhà bắn với cô kia. Cô có bắn không nhỉ? Đây, cô này. Đấy, hai cô với nhau bắn cùng nhau. Tí xong rồi này. Hai bà là đúng không? Dạ thì là Giang bây giờ mình dán lên gì không? Tí nữa. Đừng có bắn cái đỏ về dai dai. Một cơ đấy bắn đỏ chửi. Nhẹ mà 3 tháng. Con này nó kiểu gì? Gì phát lên trên nó không cùng loại tên. Anh luận chưa bán ăn? Anh sang sắp bán. Anh em bán đi. Hai bác bắt đầu thử nọ. Nhìn trông nhỏ mặt. Nhìn bé như vậy. 9 đấy. 9. Đều từ trong ra ngoài nhỉ. Sắp 10 đấy. 10 rồi. Có đứt vạch 10 rồi. Đấy, cái loại răng 3 rồi. Để thử con đi. Đấy phải chô hoa hậu cho em làm. Thế là đi theo cái đi về một cổng nhà anh rồi đấy. Tôi theo cái diện trước. Mạnh nhỉ. Cái diện đi đúng lại. Các bạn là cái khuôn. Đi theo diện đúng lại. Sáu mà không về đúng lại. Đấy cái quê. Ui dồi, thiếu gì quê. Nó quay cái lưng lại. Tông vào. Đâu rồi đâu, nào có gọi thắng không anh? Cái tên nó bẻ luôn đi anh ạ. Đâu gọi thắng không anh? Không có. Ra đây nào, ra đây. Vâng. Bắn thử thế, bắn thở không biết. Tốt tính. Đấy. Mời các bạn đến với phần bắn 10 tên thật chính thức của hai vận động viên hạng siêu nặng. Siêu nặng. Siêu nặng. Siêu nặng. Siêu gì? Siêu ngoài. 55 cân. Siêu nặng 55 kg. Siêu nặng. Á hậu. Cái này cái túi này hơn chín tấm. Hai nỏ cánh gần giống nhau. Chín tấm. À, nhưng mà ngon, thơm. Nó có vị chín tấm. Nó mà chả được chỉ có vào bếp. Một mẫu nỏ. Hay là một cái làm này. Bớt vào đấy à? 8. Cao. 8, 9. Cao à? 12 rưỡi. Nhìn chung là bớt chung là rất là thẳng thẳng rồi. Nhưng anh bắn vống là 2 phân. Vống à? 9. 9 à? Nó gọi là chuông là vống. Thay tên, thay tên. Đổ khí. Thay tên, thay tên. Quyết định thay tên. Hoa hậu này đâu ông ấy vừa có một cái hoa hậu bảy á? Bảy hơi cao. 7 hay là 8 góc toàn hoa hậu mới lại á. 10 giờ. Mười giờ. Chả cứ bảo là khả năng 8. Chuyện hàng hậu hiểu là ổn.
mua thì hết ve đấy, đâu cái ve đang bảo ve con còn nói. Vẫn hơi cao đấy, vẫn đấy 88 vẫn dương này, vẫn mười hai giờ rồi, lùi xuống một tí đi này, khỏe quá, nhân cái con đấy khỏe quá, con 08 ấy anh nhà 17 nó lên đấy cho hẳn cái hoa hậu dùng cái á hậu nó là chưa nói không mà đi uống a ma công của chú thanh sơn với can bắn gần ra ngoài bia hết không nhận mày uống trong là nó cũng không mà không có tên được chú ba có một tên thẳng đó không uống 12 giờ rồi thế là tên là vừa người thế thì tính hai hai con người mấy tên thì ba tám chết chấm rồi phải chơi trái một tiền năm trăm chưa, nay là anh khá hơn em đấy. Nộp chưa? Nộp rồi người à, đọc trong kia nhé. Vâng, nộp đi à, để vào nộp giang nữa giang theo giang theo thì vào luôn à. Ờ, vào luôn. Mình để hết vào. Vào luôn. Vào luôn. Vào như thế này vẫn phải đăng lưu. Sao anh Việt ạ? Hả? Cái về sau cũng đóng 2-3 triệu. Cái tên là tên. Thế là loại hàng. Nó thật à? Không ai tên đầu là 08. Hả? Được rồi. Chắc là dùng này đó. Đóng 500. Dùng này là khả năng 95 triệu. Đồng thau xuống 6. Tên hỏng rồi. Tên hỏng. Em nói ông Đồng xem nào dây chỗ nào ạ. Bắn ra nào lên phần mãi mới đến bìa đi phải cái đấy. Tên đi hỏng. Hai tối qua lại có dài rồi. Kiềm lâu rồi. Đi tôi cài này. Nỏ này mang ngay về bảo vợ nó nhả cho ba cái để cửa. Nín thở. Ừ. Mày vừa chơi giờ chưa bỏ ra cái gì. Đây này vũ kiểu như thế này. Mười. Năm con mười rồi đấy. Kéo cái này thế gì mà bạn sai cái đồ chơi nên là đây là lộn lại hay nhỉ? Đúng theo cái chiều mình kéo theo cái chiều mình vào đây. Giang ạ, 9 thì mấy? 10 thì nhà 2 phần 7 chạy dưới đầu 2 đầu 7 phần 8 tay mình lắc không? Tay dù dù tay lắc không? Tay lắc không? Tiền bắn con 10 thì ra 7. Cái tên mọi lần bắn con 10 thì ra 7. Con nó lá cho ta vẫn làm bắn thoải mái. Ta bắn 4 năm tháng. Ôi, ăn rồi. Ôi, này. Đây là cho mình quên mạch.